Hello, em Cao lại xin chào tất cả bác trở lại với kênh Cao TV Hoàng Mai. Tiếp tục lại là một clip review sản phẩm. Trước mắt tất cả bác đây, vừa hạ cánh xong, đó là một cặp vua mặt đất, đó là 4733X. Và tình trạng thì bao giờ các bác đến với em Cao cũng là chi tiết của nội thất cực kỳ quan trọng. Và đôi khi ở phần hàng bãi thì cái vỏ nhiều khi râu ria, xước sát tuốt tát không quan trọng. Đầu tiên chúng ta phải đi vào đó là xuất sắc, phải nói đến nội thất và chi tiết của nội thất cực kỳ quan trọng khi chúng ta đi tìm hiểu và mua hàng bãi. Và bao giờ cũng thế, có những cặp loa và chênh nhau hàng chục, hơn chục triệu, nhưng mà nó cũng chỉ vì cái phần nội thất này các bác nhá. Cho nên chúng ta trước khi đi mua, chúng ta phải xem kỹ về phần nội thất là cực kỳ quan trọng. Và một cái gọi là đặc sản của em Cao vẫn là nội thất của sản phẩm. Thì xin mời tất cả bác cùng hãy nhìn chế độ máy bay. Bốn cái bát lại tiếp tục lại không được khác nhau cho lắm, từ bốn cái rốn Orlogin và tình trạng xuất sắc. Đây là phải có can đảm mới quay được những cái dòng mà gọi là chế độ máy bay bát giống nhau các bác nhá. Cho nên là bao giờ cũng thế, em Cao cũng rất là chi tiết của sản phẩm. Thì xin mời tất cả bác cùng em Cao sẽ đi vào phần bốn chiếc bát không được khác nhau các bác nhá. Ok chưa? Và các bác hãy nhìn. Tím lịm luôn các bác nhá. Đó. Tím lịm luôn này. Đó. Em quay từng chiếc một mặt bát để mời tất cả bác cùng chiêm ngưỡng. Đó, đúng màu khoai môn. Rốn thì đúng màu măng cụt các bác nhá. Đó. Xuất sắc luôn, chi tiết bát sạch căng luôn. Và để đi tìm được một đôi bốn số như thế này thì chúng ta cũng phải mất quá nhiều thời gian mới có thể gặp được em nó, kể cả những anh em buôn các bác nhá. Chứ không mấy khi mà quay chi tiết này nhìn sướng hết cả thằng người, các bác nhìn thấy không? Đó. Bốn cái mặt bát đã xong và xin mời tất cả bác cùng em Cao sẽ đi soi cồn kèo nhện các bác nhá. Đầu tiên lại là bảy sắc cầu vồng, các bác vừa nhìn thấy xong. Úp bộ các bác này xuống đi. Bỏ tay úp ra cái này để anh quay. Bảy sắc cầu vồng các bác nhá. Đó. Tem phẳng đét luôn. Rất là hiếm luôn các bác nhá. Khô giòn luôn. Đó. Không tì vết luôn. Và đây chúng ta đi vào mã màng. Chi tiết nhá. Đó. Một chiếc này. Ok này. Chiếc thứ hai này. Rồi cái đi. Đó. Tiếp tục. Các bác nhìn cồn kèo. Ok. Tiếp tục lại là bảy sắc cầu vồng nhá. Đó. Ok chưa? Đó. Như thế là chúng ta đã đủ phẳng tắp luôn này. 226HPL. Ok, chiếc thứ ba. Đó, lúc nào cũng là xuất sắc các bác nhá. Lại là bảy sắc cầu vồng. Bác nhìn đúng mã màng ấy nhá. Đôi khi quay nó có các cái tật này. Đây là cái tật giấy. Thì các bác lại tưởng là nó sao nó bị, nhưng đây là cái tật giấy của cái màng, nó làm cho cứng cái màng thôi. Đó. Đây là những cái gì mà em Cao sẽ quay chi tiết cho các bác. Xanh lè luôn này.
sản phẩm mã mà. Đây, các bác nhìn mã mà. Keo côn. Bao zin, bao xịn, quay cũng chỉ là một phần thôi. Đó. Cho nên chúng ta hãy xem chi tiết khi em cao úp lỗ cái kia xuống vậy. Đó. Chế độ của máy bay lại trên 4 các bác. Các bác kể cả nhìn lưng trước, lưng sau. Holozin các bác nhìn thấy không? Đẹp như này thì chúng ta đáng sưu tầm luôn. Ok chưa? Quay lại một lần nữa này. Đó. Ok chưa? Chúng ta tiếp tục đi vào cái tép. Và đầu tiên chúng ta hãy nhìn chi tiết của sản phẩm. Và đây nữa. G16 ohm, tình trạng cực kỳ xuất sắc luôn. Ở đây các bác nhìn này, ơi bảy màu rồi, sáng choang nha, keng sà beng luôn đấy, không điểm trừ cho sản phẩm. Cực kỳ hồng ánh. Bác nào mà xài được đôi này thì toại con nhóm nguyện luôn này. Đó. Xuất sắc luôn nhá. Đó, bảy màu hết này. Đó, tiếp tục chiếc thứ hai. Thấy chưa? Sáng choang nhá. Em Cao quay rất chi tiết các sản phẩm này. Ok chưa nào? Đó. Rất là xuất sắc luôn. Hơi chậm chạp một chút các bác nhá. Chúng ta đi vào phần phân tần của sản phẩm cũng cực kỳ quan trọng. Đây dí sát cho các bác nhá. Những sợi dây này nó trắng bốp bùm bộp luôn này. Nó chả để làm gì đâu, nhưng mà nó cũng đánh giá một cặp loa mà còn rất là người dùng trước rất cẩn thận. Chiếc thứ hai các bác nhá. Phân tần này choang choàng choàng nhá. Đây xuất sắc luôn. Đó, không phải suy nghĩ luôn, những chiếc bông còn chặt tấm rất là đẹp luôn. Đó, cho nên là chúng ta mua đồ thì chúng ta cũng xem kỹ sản phẩm trước khi chúng ta xuống tiền, cũng như là giá thành, độ đẹp quyết định giá thành và độ zin của sản phẩm, nên chúng ta không phải suy nghĩ khi chúng ta đến với KGBL Hoàng Mai. Xuất sắc luôn. Ok chưa? Quay nào 100% như thế các bác nhá. Ok, sau đây em Cao sẽ xin mời tất cả bác cùng em Cao sẽ đi vào phần ngoại thất của sản phẩm và test hàng. Hello tất cả các bác nhá. Các bác hãy xem trước khi em dán từng con ốc và từng tuyến bát của 4733X. Là vua mặt đất, tình trạng tím ngắt luôn. Đó. Không tì vết luôn. Đó. Những cặp loa mà chúng ta đáng sưu tầm một ngày một càng ngày càng ít đi. Và những cặp loa đẹp này thì em cũng phải nói rằng tất cả các anh em thợ thì cũng phải mỏi mắt mới thấy một cặp, chứ không phải lúc nào cũng có những dòng này các bác nhá. Cho nên chúng ta ngâm cứu, nếu như các bác quan tâm thì hãy liên hệ cả em Cao. Đó, xuất sắc luôn, quay không muốn rời máy, nhìn mỏi mắt luôn. Ok chưa?
vừa cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua chẳng đợi ta với anh mỗi người một nơi gặp lại nhau giờ đây tóc đã phai theo tháng ngày ngoài trời mưa buồn than khóc cho môi duyên bé bỏng cuộc đời như con Hello em Cao, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL Hoàng Mai. Trong clip ngoại thất của sản phẩm đó là mua mặt đất 4733X mà được mệnh danh là mua mặt đất rồi. Và các bác hãy nhìn kiến bát của sản phẩm thì các bác thấy kinh ngạc luôn về cái độ mới và chi tiết của sản phẩm đó nhé. Em Cao quay rất chi tiết từ trong ra ngoài để các bác cùng chiêm ngưỡng. Và chúng ta chỉ qua vành lưới thôi, chúng ta cũng đã thấy được rằng nó cực kỳ đẹp, nó ngắn, nó rất chậm chạp, tím ngắt ngàn ngàn kể cả con ốc của sét cũng olazin đó. Trái tim ta này đã già gọi tên nhau lòng càng ngắm thì em nó lại càng phê luôn, đứng ở cạnh góc cạnh nào thì cũng cảm giác được là cái sản phẩm chi tiết đó. Cho nên mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ theo hai số máy em Cao ở Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là một dòng tâm này cũng khá là hiếm, và những cặp đẹp như này thì phải nói rằng cực hiếm luôn. Trên thị trường khá là nhiều những dòng sản phẩm 4733X cặp, nhưng mà nếu để được đôi đẹp này thì em Cao cũng khẳng định với tất cả các bác rằng gần như không có đối thủ vào giờ phút này các bác nhá. Cho nên em khẳng định với các bác rằng nếu chúng ta kiếm được một cặp 4733X mà chơi trong cái tầm này thì khá là khó, xuất sắc luôn. Và tất cả tuyết vẫn còn phấn lên các bác nhá. Đó, cạnh góc cạnh là rất là karaoke các bác nhá. Đó, chi tiết 4733X chùi 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 luôn, mượt mà từ trên xuống dưới các bác nhá. Đó, và cái sản phẩm bên em Cao khi cung cấp không có thì thôi, có là phải xuất sắc các bác nhá, từ cái cốc đít luôn. Ok, đêm cũng khá là muộn rồi thì em Cao cũng chỉ quay sơ qua một chút để gửi đến tất cả các bác hình ảnh của 4733X mua mặt đất. Còn gần như là bác nào đã tìm hiểu về dòng này thì các bác cũng biết được rằng lời ca cũng như là tiếng nhạc của 4733X không có đối thủ đâu các bác nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Chúng ta chỉ cần chọn phù hợp không gian thì là hết bài các bác nhá. Em Cao đang đánh vào Crown HD 5000. Bác nào quan tâm cái sản phẩm này thì đánh những dòng phun đôi này thì không cưỡng lại được đâu các bác nhá. Nếu như là bác nào là fan của Crown và tình trạng xuất sắc, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Bác nào quan tâm cái sản phẩm trên thì hãy liên hệ em Cao để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Với anh hai dòng ngược xuôi.